Rồi nghe đó. Xôi cho nó ngã ra phía ngoài đó luôn. Rồi xuống này. Có số ông Thuận chưa? Tí ta điện ông Thuận chạy qua ra đón ông chở xe pháo qua. Chở Đây xe đằng pháo. trước hả? Chở xe pháo để đằng trước cho xe cậu cậu.